Hello, chào mừng 525 ruột đã đến với channel của Ngọc Ken. À, buổi sáng hôm nay thì mình sẽ gửi tới cho anh em một cái tựa game được cho là bom tấn của nhà Vinagame trong năm 2024 này. Game có tên là Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, anh em có thể là tìm kiếm trên iOS hoặc là cửa hàng CS Play. Thì anh em tìm và tải về thì hôm nay vào lúc 9 giờ sáng ngày 14 tháng 2 thì đang bên nhà Vinagame đang mở cho anh em bảng alpha test để anh em có thể test tới 19 tháng 4. Và hôm nay là 12 tháng 4. Sorry mọi người, hồi nãy mình đọc cái ngày hơi sai. Đấy, thì anh em nào mà đam mê cái thể loại game kiếm hiệp nhập vai như thế này và thuộc cái thể loại đồ họa đẹp siêu khủng, siêu đẹp, đấy, PK siêu kỹ năng thì anh em có thể chơi ngay Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, không cần phải suy nghĩ. Nhìn các lớp nhân vật, anh em thấy Thái Bạch, Thiên Hương, Thần Uy, Đường Môn, Cái Bang và Di Hoa, chắc chắn thì sau này sẽ update thêm nhiều phái khác rồi. Thì, vì là bên Vinagame thì đầu game người ta thường sẽ mở khoảng 5-6 lớp nhân vật gì đấy, và cứ mỗi quý thì sẽ update thêm một lớp nhân vật khác nhau. Thì cái đó có hay không ở con game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao này thì chúng ta hãy cùng trải nghiệm và hãy cùng chơi xem sau này. Trước hết thì vào game nó có hay hay không, và sau này game nó cái lộ trình nó update như thế nào thì anh em hãy theo dõi trên trang chủ nhá. Cảm ơn tất cả mọi người, chào tất cả anh em vừa mới vào xem live. Hello Hà Minh Trí, hello Duy Thắng, hello Văn Hải, hello Ken. Sau alpha test là reset phải không bạn? Đúng rồi, sau alpha test là reset lại anh em nhá. Và bản alpha test này thì có nạp nhưng mà anh em phải hình như phải nạp in app. Mình nghe phong phanh đâu là hoàn trả, cũng có hoàn trả nhưng mà chưa cho nạp bằng hình thức thẻ dinh. Nhưng mà open beta thì sẽ tích hợp để nạp bằng thẻ dinh. Cái vấn đề nạp thì mình sẽ tìm hiểu sau. Và trước hết thì chúng ta hãy vào xem cái cốt truyện game như thế nào anh em nhá. Và mọi người hãy cho Ngọc xin một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh, ấn vào chuông thông báo để không bỏ sót video clip của Ngọc Ken mỗi khi Ngọc Ken lên sóng anh em nhá. Thắng vào Discord cho em. Bây giờ mình sẽ chọn một phái rớt. Vì là một lát nữa mình phải 12 giờ rưỡi mình chỉ live, hôm nay mình chỉ là sáng nay mình chỉ live một tiếng đồng hồ trải nghiệm game thôi. 12 giờ rưỡi mình phải chuẩn bị để mình chở bố vợ mình ra sân bay. Hẹn anh em tối nay 20 giờ tối nay mình sẽ có một bản live chi tiết. Bản live sẽ có cách build đồ, hướng dẫn anh em build đồ, mình sẽ nạp tiền vào anh em ạ. Mình sẽ tối nay mình sẽ chơi kiểu nghiêm túc. Còn bây giờ thì chúng ta hãy làm quen với game bằng một buổi live trải nghiệm nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ chơi một môn phái nào nhỉ? Chơi trước là cái bàn đi. Cái bàn thì có chừng đâu. Anh phải chơi cái phái thứ ba, anh cái phái thứ ba khó chịu cực. Phái nào? Phái thứ ba hả? Phái thần uy hả? Dạ, cái cầm cái con cầm sáo em. Thì thần uy tối nay anh sẽ chơi thần uy, tối nay sẽ chơi thần uy, còn bây giờ là chơi chơi cái bàn đã. Cái phái nó cứ hất tung xong rồi nó nào đến nó nào đi, không làm gì được. Tối nay mình sẽ chơi thần uy cho anh em. Chờ mọi người đông đông vào chúng ta cùng trải nghiệm luôn nhỉ. Anh em chờ mình xíu, mình xuất mã thẻ cho khách hàng ấy. Mọi người thông cảm với mình làm bên xuất thẻ nên là nhiều khi đăng like thì sẽ có người nhắn tin mua thẻ, mình phải in thẻ gửi cho người ta ngay. Phải kìm hãm lại sự sung sướng của bản thân lại để cho anh em lên đỉnh.
nhìn cái logo cái game 24 giờ có rõ không em? Xem cả trên điện thoại cả trên máy tính luôn. Dạ không, em trên máy tính em thấy rõ, đơn trên đấy anh. Đẹp không? Đẹp trai, nhìn nhìn anh có đẹp trai không? Đẹp trai, đẹp trai. Lâu lâu live buổi ngày nhìn cũng sáng sủa anh em nhỉ. Đúng hôm nay đúng sáng và sủa luôn đấy. Vừa sáng ra đã sủa, sáng sủa luôn. Đây mình sẽ chơi cái băng và mình sẽ chơi quả. Thôi mình chơi được đại hiệp thôi, thiếu hiệp khó đại hiệp nhỉ. Cái băng nó thuộc dạng hệ phái cận chiến và khống chế. Điểm mạnh của nó là cận chiến. Cái cách chơi của nó là chơi cận chiến và cái điểm mạnh của nó là khống chế. Thì chúng ta thấy sát thương, sinh tồn, cơ động và độ khó thì nó thuộc dạng cân bằng. Khống chế thì nó nổi trội hơn. Thì chúng ta hãy thử vào luôn cái chi tiết. Chúng ta vào đây, chúng ta nặng quả mặt nhỉ. Xuất hiện nặng quả mặt nó cũng xài ai. Có thằng nào độc độc không? Không có độc độc à? Mình thích tóc ngắn ngắn thôi. Tóc này tóc giống tóc của dắt năm cù vậy đó. Bây giờ kiểu tóc nào giống tóc mình nè. Tóc mình tóc ngắn vuốt sừng lên. Không có kiểu nào giống mình nè. Mấy thằng Trung Quốc này bữa sau phải hát thêm quả tóc học ken vào nhé. Sao kiểu này cũng đỡ đợt nhỉ. Gọn gàng đúng không mọi người? Kiểu này kiểu này nó khác với nhau ta. Kiểu này nó khác với nhau. Và chân mày rộng hơn, da ngâm hơn. Chúng ta dứt quả này đi. Đây, ok, quả tóc đây rồi. Sáng là còn gì nữa? Thiết lập tên là Ngọc Ken đi. Để tối cái tên Ngọc Ken Gam Minh để tối tạo nick chính. Tạo nhân vật chính. Độ dài vượt quá quyết định nhỉ? Tại sao lại độ dài vượt quá quyết định nhỉ? Không cho cách à? Mỗi tài khoản chỉ một tên, dùng chung cho toàn bộ server. Avatar, kênh, cộng đồng. Trong trò chơi không ảnh hưởng tới nhân vật. Tên không được để trống. Tối đa nhập 2 à rồi ok. Thế nhân vật nhớ cái từ đặc biệt à? Không được giấu à? Không biết giấu được các thắng. Sau khi xác nhận không thể sửa ăn nhỉ. Rồi tạo hình nhỉ, cái này tạo hình nhỉ, không là tóc trắng đây, đây màu đấy. Đây là hình như là tạo hình của mấy ông đi trước rồi chứ. Mình tại sao lại phải theo mấy ông ấy nhỉ? Rồi, tạo hình theo ảnh. Tải ảnh chân dung của mình lên à? Cá lại còn có cả tải ảnh chân dung của mình lên à? Có thì anh lấy rồi được. Căng nét đồng ý. Thế làm sao mà lấy ảnh của mình đâu? Nó đít luôn à? Sẽ có anh ấy trên điện thoại cơ. Cái này phải làm trên điện thoại nhỉ. Lấy trên điện thoại cơ. Rồi tối nay mình sẽ tạo một cái nhân vật trên điện thoại để mình làm. Sao nó đít luôn, bấm vào đấy cái nó đít luôn. Anh em chờ một xíu, chúng ta sẽ tiếp tục vào để trải nghiệm game. Nhắc nhở chú ý giữ gìn sức khỏe, đề phòng các hành vi lừa đảo, phòng chống trộm cắp tài khoản, sắp xếp thời gian hợp lý để chơi game. Ok. Mình sắp xếp thời gian là mình sẽ chơi tới 12 giờ rưỡi rồi mình sẽ chở bố vợ mình ra sân bay, sau tối về mình sẽ lại tiếp tục chơi với anh em. 20 giờ tới 22 giờ tối nay mình sẽ chơi với anh em. Lâu thế nhỉ? Hồi nãy vào nhanh lắm à. Bị gì rồi?
Thắng đang online bình thường mà phải không? Dạ vâng. Sao bị vặn? Có ai vào đây đi còn nữa? Ủa, em bị vặn, em bật ra ngoài à? Dạ để em cách đi. Thiên nhai trên trời Bạch Ngọc Kinh, ngũ thành thập nhị lâu, tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh. Chúng ta sẽ tạo lại nhân vật anh em. Chúng ta sẽ bỏ qua cái vấn đề tạo hình nhân vật này nhé. Tối nay mình sẽ tạo hình bằng điện thoại. Chúng ta vào game nhanh nhanh đi. Lát ta. Tại sao lại lát thế nhỉ? Rồi chúng ta tạo hình này chúng ta sẽ để sau đi. Chủ yếu chơi thôi nhé. Ngọc Ken nó có cho không? Cái bàn này bàn quốc tế nó không cho đặt dấu đâu anh ạ. Có cả nước ngoài người ta chơi ấy. Chúng ta sẽ bỏ qua cái phần tạo hình này nha anh em. Tối nay chúng ta sẽ tạo hình sau hoặc nhiều. Tối nay mình sẽ tạo hình sẵn ở trên điện thoại của mình để cái mặt của mình vào. Chúng ta bắt đầu mình sẽ chơi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào chơi game Let's Go anh em. Vào đang vào game, đang lát vào game, đang lát vào game. Anh em vui lòng chờ một giây lát. Game hình như hơi nặng đúng không? Game này phải có bản PC. Hôm nào open beta thì hy vọng là bên Vinagame làm bản PC, chứ game này đã nặng như thế này mà còn chơi trên giả lập nữa thì nó hơi cũng hơi 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 tù, hơi lò. Nên là hy vọng là bản open Vinagame sẽ phát triển được một bản liên Xem dành riêng cho PC. Đồ họa HD đề cử. ngoài面发生何事，且出门一探。 Đang nói chung là nó chưa thuần Việt mấy, nó vẫn đang còn nói tiếng nước ngoài. Chúng ta sẽ chạy những bước chân đi làm nhiệm vụ đầu tiên, game đẹp điên luôn. Úi trời ơi, má nó đẹp. Cái này chơi đúng chơi cái màn hình to anh em. Đeo quả kính vào mẹ 3D nhìn như là đúng bản thân mình nhập vai vào thế giới kiếm hiệp Đại Hiệp Ngọc Ken. Cầm trong tay tuyệt tuyệt kỹ đô la thần chưởng đấy. Trời ơi, quá là ngon lành cạnh đào luôn anh em ạ. Mày ngon thế nhỉ, quả này mà PK trên điện thoại thì tuyệt vời ông mặt trời. Ôi nói gì nữa, cái này mà có cài đặt được cho tay cầm nữa thì úi trời ơi. Sẵn sẵn đây thì khoe với anh em luôn, mình đã mua sẵn con tay cầm này để chơi con thiên nhai với nguyệt đao này. PS5 không biết là có chơi được không. Phải lách nhẹ. Game này xem anh đầu tư hay test như thiên dụ hả? Game này mà hay là sẽ đầu tư chứ. Sao lại phải test nhỉ? Là thấy là cũng hay rồi đấy. Và coi anh mình chơi chưa. Đây để nhà anh Quy. Phải kêu gọi anh em mình chơi. Ôi nó đẹp. Đang nhắn cho ông anh mình vào chơi. Đang rồi.
tiếp tục chạy. Tải game ở đâu vậy Ken hả? Hello Ken Đào. Anh em tải game thì anh em lên CH Play hoặc là iOS. Anh em tìm vào Thiên Nhai Minh Nguyệt Đào Vina Game. Thì nhìn quả mày quá căng phục. Không chê vào đâu được. Xét về đồ họa con game này 1000 điểm. Nếu mà cho nó 100 điều khó thì cái con game này nó đạt đủ 100 luôn. Từ đồ họa cho tới mẹ. Tôi đã chống chế trọng thương. Kỹ điển võ công, kỹ năng gì đấy bị choáng à. Úi trời ơi, mẹ đồ họa kìa mẹ, giống con phim không? Đây, kéo phải là game anh em ạ. Chúng ta đang coi phim đấy. Chúng ta đang coi phim đấy mọi người ạ. Lưỡi sắt đêm mưa, úi trời ơi. Mẹ quả này thì lại phải tốn tiền rồi. Quả này là phải tốn tiền rồi anh em ơi. Mình nghĩ là test chơi vui thôi. Nhưng mà nó đẹp như thế này thì làm sao mà chơi vui được. Phải là chơi nghiện luôn đấy chứ. Nhỉ. Quá tuyệt vời. Ôi đồ họa kìa. Mày mê thật sự. Chả có nhẽ lát nữa kêu taxi nó chở bố vợ mình ra sân bay để mình ngồi ở nhà chơi game ta. Đây, nói thế thôi, chúng ta live stream tới 12 giờ rưỡi thì hẹn anh em tối nay 20 giờ mình sẽ tiếp tục live. Mình phải làm tròn chữ hiếu của thằng con rể chứ không là ông lôi con gái ông về đấy. Nhớ chọn phe Thiên Phong Minh nha Ken. Rồi Tạo Bang, anh đợi em sáng giờ rồi. Anh tạo giùm em cái luôn anh Henry. Em tối nay em chơi tới 12 giờ rưỡi em phải chờ bố vợ em đi ra sân bay rồi. Rồi tối nay 20 giờ là bắt đầu em sẽ live stream, sẽ chơi. Nên là anh tạo giúp em cái đắc nét nha. Đắc nét nha anh. Bật test mà ai cầm ai tạo không được. Anh tạo giúp em cái tên này giùm em cái. Vì em lập tên bang này rồi. Anh tạo bang giúp em đắc nét. Thì em anh Hòa Béo nhé, cũng chơi rồi anh Hòa Béo 8:30 là bắt đầu nhắn tin cho em rồi. Em hôm qua nhắn tin với anh tới 3-4 giờ sáng mới ngủ, 7 giờ là đã phải dậy để đi mua quà cho bố. Thoát bỏ cái này đi. Cái này mà nó phiên dịch ra bằng tiếng Việt nữa thì 10 điểm. Bỏ. Đây. Tuyệt vời. Phe Thiên Phong Minh, ok anh. Đẹp thế nhỉ. À, nhìn mặc bộ đồ đúng chất luôn, mình cũng thích mặc kiểu mà tay ngắn ngắn như thế này nè, áo tay ngắn như thế này nè. Phó Hồng Tuyết à rồi chạy né cái này giống như là Thiên Dụ nhỉ. Đánh kiểu PK này giống như kiểu Thiên Dụ đấy. Lộ mèo này, úi xài ôi góc nhìn này. Bố mình né liền. Xong rồi à? Trò chuyện hay bị tiền bối. Này, chúng ta phải làm nhiệm vụ để cho quen game. Tối nay làm một buổi live để chạy quảng cáo luôn. Tối nay mình sẽ làm một buổi live chạy quảng cáo luôn. Kêu gọi 500 anh em về hỗ trợ cái con đường là lập quốc, gây dựng cơ đồ. Trong cái tưởng Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao lập bang ấy. Trong này nó lập quốc là nó kiểu cái game cách kiến rồi. Cụ nhân ý chí tuyệt nhiên, tôi đã lâu chưa cùng đồng nhân nói chuyện. Cái mà nó đang nói bằng tiếng Anh này nó hơi rối nhỉ. Nó hơi khó chịu. Nó nói bằng tiếng Việt thì mình còn nghe khỏe. À, game nó đẹp thật sự. Thiên Nhã có Chiang Wei. Thiên Nhã có Chiang Wei. Tôi biết. Sư chú, tôi không sợ hung hiểm. Tôi biết. Giang Nam. Bỏ qua. Đâu có cả tụi nước ngoài trong này chat luôn nè. Indo này, tụi Indo hay là
quả này lập mẹ nó vui đắc nét hay là vui Việt Nam nhỉ? Hello Cường Độ nhá. Có game xịn để chơi được Cường Độ ơi. Diên Nam Phi, y sư nhị đệ hảo hữu mà. Có bang nào Việt Nam không anh em? Chắc không phải là lập mẹ thì... Thôi mình đã để đắc nét rồi. Chứ không là những game này lập tên bang Việt Nam. Cứ thấy thằng nào mà khác cờ là phang thôi. Trời ơi mà nó đẹp thật sự. À, không biết anh em nhìn qua like như thế nào chứ mà nhìn qua màn hình máy tính của mình nó đẹp lắm anh em ạ. Đẹp mê luôn đấy. Giang Nam Đạm Đạm Yên Cách Cách Kiều Thanh Thanh Liên Tử Thục Lăng Giá Đừng là Thục Lăng Gia thì nó vần hơn nhỉ. Đây chúng ta tiếp tục đi lu phong trần đi không trả lại. Thắng chia sẻ trong nhóm Zalo giùm anh cái Thắng ơi. Dạ vâng. Học được truy phong độ vô đây à? À, chú sư nhị cài vô đây à? Tôi gọi Su Xiao Bai, xuất thân Yu Hoa. Kiến quốc. Giang Nam 的风景还是在高处看更为壮美。挂少侠来此处。与我共赏如何？那人是……塞娘了，娘娘，算了，还是先去前面找他聊聊吧。OK。Duy Thắng đã wescan 10.000 đồng. Anh em xem live vui vẻ, game rất hay và đẹp. Ok, cảm ơn Duy Thắng nha. Thắng này biết donate rồi cơ à. Mạnh đấy. Em chỉ cần quét được cái ảnh QR đó là nó lên. Nhưng mà tại sao anh quét vào đấy, anh không có bấm được thêm nội dung phía sau nhỉ? Em có bấm được nội dung là em quét ở đó hay là em phải vào trong WeScan web WeScan? Em vào WeScan. Em vào thằng WeScan. Bấm quét đó là không có viết được nội dung không? Bấm thử. Test thử đấy. Bấm test. Anh cũng chưa test vì anh cũng hơi bận. Anh hay mấy cái game kiểu võ lâm nhỉ? Đúng rồi. Mình thích game kiểu võ lâm anh em ạ. Mình thích kiểu kiếm hiệp vì mình là một... hiệp sĩ mà. Chuyên gia đi hành đạo trên giang hồ. Có biệt danh là đạo dụ. Anh em ạ. Hiệp sĩ chuyên gia đi hành đạo. Chân khở ai. Làm tập là nó quen rồi làm nhiệm vụ nhanh. Nhưng mà còn tiếp. Cái này nó cũng có kỳ ngộ à? Có nhiệm vụ kỳ ngộ à? Cái này nó giống với thiên dụ nhỉ? Hiểu luôn em, đúng luôn. Làm kỳ ngộ này hơi mệt thế này. Labrador. Trời ơi, game này hình như game này là chơi với tất cả các nước luôn. Sướng. Và thế thôi, anh em chúng ta đừng có nội chiến mọi người ạ. Việt Nam hãy về bang đất nét nhá. Việt Nam hãy về bang đất nét. Chúng ta không nên nội chiến. Chúng ta phải chơi, phải đánh cho các bạn là nước khác biết được là dân chơi Việt Nam như thế nào. Đúng mọi người. Tiền Việt Nam cũng không có phải ít đâu. Anh em nước khác nạp nhiều như Việt Nam cũng sẽ nạp nhiều hơn kiểu đấy. Giống Lý Tiểu Long anh em. Úi xài ôi mà đúng bài luôn. Nhìn giống Võ Lâm Truyền Kỳ 3 hồi trước chơi trên PC hả? Nói chơi lòng tiếng Việt cho NPC. Đúng rồi. À, đang bản test thôi. Ít bữa nữa thì chắc chắn nó sẽ lòng tiếng Việt rồi.
Mỗi quốc gia thì nó sẽ có một tiếng, ví dụ tiếng Indo thì nó sẽ lầu tiếng Indo. Không biết có Thái Lan không? Có biết không có mấy thằng Thái lò không? Mấy thằng Thái lò chơi thì căng lắm đấy. Trời ơi, sướng thật sự, có một con game, đúng con game này, cái game hè của chúng ta đây rồi. Game này game 2024, game 2024 đây chứ còn game gì nữa. Cốt truyện kết thúc bà đây nhỉ, cốt truyện hơi lằng nhằng. Mở tủ đồ, ui, ba con em này nó đẹp này. Ước gì có con em này ngoài đời để ship, nó cũng ship cốt nó về nhà mình nhỉ. Mẹ ôm ngủ hàng đêm thì sướng biết bao nhiêu. Đẹp thật sự. Nguyên lai như thế. Giang hồ sinh khí, quả nhiên. Sơn Vũ Khổng Chuyện Linh Chỉ Sư. Cái này hơi xấu, con NPC này hơi xấu. Hoặc là không phải là cái gu của mình. Cái game mà như xem phim luôn mọi người ạ. Anh em đang xem phim chiếu rạp. Tại rạp Ngọc Ken Ga Minh đấy. Quả cô nương. Ta đang chạy nhiệm vụ chính tuyến, mới chạy được tới level 6 thôi. Trời ơi, có cái gì để mà khen không? Ủa, game này ra rồi hả anh? Em cũng đang trải nghiệm. Game này mới ra bản test thôi em, đang test mà. Đang trải nghiệm mà lại không biết được ra hay chưa. Ôi mẹ ơi. Thế nhỉ. Cảnh đẹp này. Quá trời quá đất rồi. Trời ơi, cái này mà cho lúc bắn súng bắp gì. Cái cảnh này bắn súng bắp gì bắn súng lắm. Em đã mò con game này hình như là có kiểu chạy bo đánh lộn như là bắp gì đấy Thắng ơi. Ở nhà mò đi nhá. Dạ vâng. Hình như là có kiểu bắn lộn như bắn gì đấy. Giống game gì Fi-Fi của mày chơi. Tuyệt vời. Game Fi-Fi. Fi-Fi. Fi-Fi đồng đội em. Game lửa chùa đúng không? Đúng rồi đúng không anh? Mày chơi đó mày phải gặp anh Kenny Nguyễn. Mình nhớ Kenny Nguyễn không? Là bên đấy là bên mình em trước một chút đây. Kenny Nguyễn mà bên game gì? Garena cái gì nó kêu nó là cái gì? Nó kêu cái từ gì nó buồn cười lắm rồi. Cái gì nhỉ em đến đấy em? Game cái thế tranh hùng. Có cái tên gì nó buồn cười. Thật vời anh em ạ. Nhưng mà cái bản la bản test này thì nó đang NPC đang nói tiếng Anh hơi khó chịu. Hay là bản global. Né ú xời ơi né liền. Ừ chết à tất à tất tất tà. Tất tà tất tà tất tất tà. Tà tất tà tất tà tất tà tất tà tà. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ui. Mày đánh ạ. Mày đấm mày, mày đấm mày. Thằng này cũng cái bang à. Cái bang này chắc mới nhập môn thôi. Mình thuộc dạng là kín túi rồi. Mình thuộc dạng bang chủ cái bang Ngọc Ken. Sở hữu bản thân một tuyệt kỹ võ công. Chấn động thiên hạ. Đó là Việt Nam đồng thần trưởng. Chúng ta sẽ đối đầu với những đô la thần trưởng của các bạn nước ngoài. Cái này phải tìm một ông đại thần nào thật là mạnh để mà bám đuôi thôi anh em. Một phú bà nào bao nuôi thôi. Game này mà chơi thì cũng phải tốn cỡ tiền tỷ rồi lên thì mới trải nghiệm hết được cái hay của nó. Để mà nắm trong được con game này nó phải cơ số nhiều tỷ chứ không phải là 1 tỷ đâu. 1 tỷ nhân 10 chẳng hạn. Tiếp thay mình mới chỉ có 100k thôi. Mới có phú bà nào bao nuôi em ố, có Bạch Phàm nè.
Có anh Bạch Phàm đây rồi này. Thằng Xung chạy mất tiêu rồi. Thằng Xung bị nhân chia thua ý mà. Đương nhiên không phải. Tôi chỉ hợp hữu với một chi nhân chia thua giao lượng. Lại một chuyện nữa. Tại sao sau Thằng Xung chỉ yêu, tự nhiên cảm thấy vinh hạnh lắm. Thật sự. Vừa nãy mình trước cái live stream này mình đang còn ngáy ngủ, lên vô live stream nhìn hình xem chơi phát tỉnh hết cả ngủ luôn. Cái này nó còn đẹp thiên dụ nữa anh em ạ. Thề nó thiên dụ kiểu em út thôi. Này đẹp hơn nhiều. Lối chơi chân thật hơn. Gì mà chưa gì đã ban người ta rồi. Cái này phải biết combo nữa nè anh em. Cái này phải biết dồn combo nữa nè. Con chó của mình nó con chó của mình đánh luôn à. Nãy giờ mình quên để piu. Né nó dậy này. Nó dậy nè. Tiu. Cái này nhân nộ à. Úi chà. Đó. Hay à, tay ghê không? Tay combo ghê không? Cái chiêu nào sáng là bấm thôi chứ ghê mẹ nhỉ. Cái chơi game thật là đơn giản. Khi mà anh em nạp quá nhiều vào để ao lực chiến, combo đơn giản nhất và hiệu quả nhất là thấy chiêu nào sáng bấm. Thế rồi. Siêu phẩm 2024 đúng rồi. Thắng thử test coi có ấy được tay cầm không em. Tối anh về anh cài tay cầm anh đánh cho sướng. Thử coi kiếm cái chỗ tay cầm thôi. Đây là có cả nâng thú cưỡi đó à, cái gì nâng con đây là nâng con chó của mình à, đây là con chó của mình, con này mẹ cũng cắn ác lắm chứ. Đấy bên tinh lợi tôi đã kế thừa. Đây là vũ khí, đây cường hóa xét đồ đây mọi người. Xét đồ nhìn hay nhỉ, có cái đầu áo thì nó liền lên vậy à. Sao cái này là hiện nhìn buồn cười nhỉ. Mũ nó lại hiện như thế này à. Rồi cường hóa vũ khí trước đi. Tăng hết đi. Hết rồi, hết nguyên liệu rồi. Hết nguyên liệu rồi. Cái này cường hóa này sau này sẽ tốn tiền không biết. Nạp tiền rồi mà sao không thấy quả nạp đâu ta hả? Anh nạp bằng hình thức nào đó? Em chưa nghiên cứu hình thức nạp đâu, nhưng mà hình như bản test này là chưa có nạp được bằng thẻ dinh anh Henry ạ. Bản test này phải nạp bằng nạp trực tiếp hay sao đấy? Chưa có thời gian để ngồi nghiên cứu nạp. Em coi like nha, ăn cơm xíu ok em. Thắng sáng giờ có nghiên cứu hình thức nạp không em? Tôi xin nghỉ là, tôi xin quay trước. Nạp Zalo Pay Visa hả? Ok, chiều phải nạp Zalo Pay thôi. Bản test này có reset không anh? Có reset nha anh em. Bản test này có reset và có hoàn trả nạp. Mốc hoàn trả nạp tối đa là anh em sẽ nạp 15 củ nhé. Thật ra mà. Sơn Xá, phong thái có người, người xin thắng, chú thị gọi là gì? Sơn Xá, phong thái có người thua tôi, cho các bạn một anh lạp rồi mà sao nó tiền game không biết nó ở đâu, chắc ở trong thư, kiếm thư thử anh. Còn không có thì hỏi fanpage ngay, được fanpage nó chỉ cho mình. Tao nạp xong rồi, gửi cái lịch sử nạp, tao nạp xong rồi, tiền của tao đâu, nó trả cho mình liền đấy chứ. Tầm này là tụi được fanpage là không dám ăn, không dám đi vệ sinh luôn mà. Ăn là ngồi được fanpage không trả lời câu hỏi, chết con lấy mẹ nó luôn. À, nhìn thấy mấy thằng nước ngoài ngứa đòn nha. Linh Nhi này Việt Nam chắc cú. Ít bữa nữa phải cho tụi tao lập dấu. Đâu có kiểu đâu mà mẹ tụi nước ngoài bắt tụi tao phải lập tên dấu tụi nước ngoài. Tụi tao phải Việt hóa chứ tụi tao chứ, đúng không? Kiểu là tại sao mình phải học tiếng Anh để nói chuyện với tụi nước ngoài mà không phải là tụi nước ngoài học tiếng Việt để nói chuyện với chúng ta, đúng không? Nam bây giờ là một cường quốc rồi mà. Tinh thần yêu nước. Quá lộ cái né được cái kêu của nó, xém nữa lộn ra ngoài biển luôn. Game này nhiều server hay một server? Anh bản test thì chỉ có một server thôi.
Không biết là bản sau như thế nào. Bản sau thì chắc chắn nó phải ra nhiều server rồi. Chứ một server làm sao mà tải đủ. Ôi, con cậy đẹp không? Quá đẹp nhỉ. Con game này mình đảm bảo với anh em luôn, mình sẽ like con game này và sẽ kênh của mình sẽ lên nút bạc đấy. Game này từ từ, con game này chừng nào open beta là sẽ nhiều anh em biết tới lắm đấy. Trong tầm này bạn alpha test ở bên Vinagame người ta chưa đẩy mạnh marketing đấy. Group còn hơi ít người, fanpage nó còn hơi ít người. Cần những người đi đầu như chúng ta trải nghiệm game, livestream game, kêu gọi mọi người vào chơi, tạo thành một cái cộng đồng thiên nhai với người tao. Nói chung và một cái cộng đồng chơi thiên nhai minh nguyệt đao Việt Nam nói riêng. Hôm nay mình sẽ lập một cái group là thiên nhai minh nguyệt đao Việt Nam. Đấy, anh em Việt Nam vào hết. Chiến em nó. Chiến với tụi nước ngoài. Còn chúng ta không nên nội chiến anh em nhá. Các bang hội ở Việt Nam không nên nội chiến nha, chúng ta hãy kết liên, hãy kết đồng minh. Đấy. Chống lại mọi thế lực thù địch. Vinagame thì ngày ra 10 server. Sao anh tạo không được ta hả? Anh tạo bang á? Anh tạo bang không được, nó báo như thế nào? Chụp ảnh gửi qua bên Zalo em xem đi anh Henry. Game này like lâu dài, nạp căng thì lấy nút bạc. Đúng rồi. Game này phải like lâu dài. Thế đây mình sẽ chốt với anh em luôn, mình sẽ like hai con game nha anh em. Một con game là Trinh Đồ và một con game là Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao. Mình sẽ phân bố thời gian hợp lý, sẽ like và làm clip xoay quanh hai con game này. Hy vọng là anh em sẽ ủng hộ. Đỡ được kill á, phản kích. Có đỡ kill luôn anh em, mẹ nó combo mình đỡ kill bắt một là nó tạch cái combo, cái tạch con tay nó liền. Em vô ạc anh tạo đây, anh đưa này. Dạ để em gọi thằng nó vào cho em đăng livestream này vào nó lộ phát của anh. Em gọi thằng Thắng vào. Ok, thằng em nó vào, nó tạo ra anh. Chờ em xíu nhá. Vinagame 10 server nhưng lượng người chơi nó đông và nó biết giữ chân người nên ít server chết. Nói chung thì giờ nhà phát hành nào cũng muốn ra nhiều server hết anh em ạ. Vì là ra nhiều server để có những người mà người ta chơi sau, người ta vào server mới thì người ta đua. Ví dụ như anh em bây giờ chơi trước người ta 10 ngày thì người ta không có cảm giác đua tốt nữa, người ta cũng chán. Nên là phải vào, phải tạo nhiều server là như vậy. Cơ bản là cái lượng người chơi có đủ để mà mình tạo server mới để cho nó đầy người chơi mỗi server. Ví dụ như một server chúng ta sẽ giới hạn khoảng 10 người đi. Đấy, khi server 1 đạt 10 người rồi chúng ta sẽ phải bắt buộc mở server 2. Khi server 2 nó đạt 10 người chúng ta phải bắt buộc mở server 3 kiểu đấy. Chứ còn mà anh em phải biết được là một cái server nó sẽ có một sức chứa nhất định. Nó cũng như cái một cái sân vận động thôi. Anh em cái sân vận động khoảng 1.000 người thì anh em đi xem 1.000 người thôi. Anh em mà vào khoảng 1.200 người là bắt đầu dẫm đạp lên nhau mà chết. Đấy, còn anh em mà chỉ vào 700-800 thôi thì nhìn cái sân nó lò đấy, không đủ, không lấp kín chỗ ngồi thì cái trận banh nó nhìn coi cũng không hấp dẫn đúng không mọi người. Nên là cái game nó cũng vậy thôi, anh em cứ hiểu đơn giản là chả ai muốn mà một cái server mà chưa full người mà mở một server mới hết. Đấy, nên là anh em phải biết. Nhưng mà khi mà cơ bản là cái nhà phát hành đó người ta mở và tính toán làm sao khi mà cả cái server đó nó mà ít người là phải cho một cái đội khảo sát server ngay để mà gộp server. Ví dụ như server 1 đang đủ 1.000 người, server 2 đang 800 người, server 3 nó chỉ có 200 người thôi thì gộp con mẹ nó server 2 với lại server 3 lại đấy, kiểu đấy cứ gộp lại làm sao mà để 2
để những server gộp lại tổng lại nó full người là được, full người trong một cái server là được, còn mà nó chưa full thì lại gộp tiếp những server khác, không phải nhất thiết là cứ hai server gộp với nhau, có thể 3-4 server chết gộp với nhau cũng được. Thế nên là cái đó thì bên Vinagame nó họ có một đội rất là chuyên nghiệp để làm cái vấn đề đấy. Cái cơ bản đó là công việc cơm áo gạo tiền của người ta mà, người ta sẽ rành hơn chúng ta, nên chúng ta cứ trải nghiệm game thôi. Và đặc biệt với anh em đó là mình có kinh nghiệm chơi game mười mấy năm của mình, anh em cứ chơi server 1, server 2 là luôn luôn ngon, luôn luôn ổn định. Server 1, 2, 3 luôn luôn ổn định, nhưng mà đông nhất vẫn là server 1 anh em ạ, đông nhất vẫn là server 1, game nào cũng vậy, server 1 nó đông điên luôn, nó đông điên luôn anh em ạ. Hello anh ba nhá, anh ba tải game vào đây luôn đi, vậy chơi mấy con game VTC bên đấy làm gì, lâu xong còn lâu xiếc làm gì, chơi luôn game này. Henry anh tạo được bang rồi nhá, trời ơi sao mày lại tạo một, sao lại tạo một tiếng nét. Thiếu dư ký tự à? Đắc nét như vậy nó đâu có nghĩa đâu thắng. Em tạo đắc nét như vậy nó đâu có nghĩa đâu. Phải đắc nét hai chữ S thì nó mới ra là bóng tối chứ, vậy em tạo một chữ S. Mắc là đến chữ nét đó hả? Thôi kệ đi. Kệ đi. Cái nét nó bảo dư mà có ghi được không? Để không được thì để bữa nào ta kiến nghị cho bên Vinagame để người ta thêm ký tự, như mỗi cái chữ đắc nét mà thiếu một chữ S thì chết thật. Anh nghèo rồi giải nghệ, anh nghèo, anh mà nghèo ăn được hết cái nghèo của anh chắc bọn em đi ăn xin hết, đi ăn mày hết. Anh cứ chơi đi. Nghèo có thằng Ngọc Ken nó lo, nó cho nạp nợ. Ok chưa? Riêng anh Alibaba Ngọc Ken cho nạp nợ 200 triệu. Nói trên livestream luôn, uy tín luôn. Ok vậy ạ. Anh Alibaba cứ tải game vào chơi. Anh mà anh Alibaba mà nghèo không có tiền nạp game, em Ngọc cho anh Alibaba nạp nợ 200 triệu chừng nào có tiền trả lại cho em. Ok vậy ạ. Uy tín chưa? Uy tín chưa? Đó là uy tín, nhưng mặt em uy tín cái này mà. Mặt em uy tín cái này. Mặt em như thế này mẹ đi xuống thành phố Vinh làm tay bao cho các anh đâm thì một đêm ít cũng phải được 20 củ. Đấy. Em làm khoảng 10 đêm là có cho anh ba nạp game bét nhè. Mỗi tội là mông của em nó cũng hơi to lên theo thời gian. Nó giống như cái bông hoa loa kèn ấy. Anh có hình dung được không? Anh nạp đại 500k để tạo bang mà nó không về quà nạp đầu cho anh. À, anh có nhận được quà nạp, hỏi thằng em của em đi. Có nạp được không Thắng? Thắng vào Discord trả lời luôn đi Thắng ơi. Ăn cơm là cái đéo gì. Mày đang chơi game, mày thấy tao có ăn đâu, tao vẫn sống bình thường. Đó vậy còn mập nữa chứ. Ăn ít thôi. Vào đây những cái lúc không cái gì bắn chim à. À, mục tiêu trong tầm nhìn trượt ống kính để nhắm vào mục tiêu. Nhắm cái mẹ gì? À. Nhắm theo nó à? À, nó bay đi đâu là mình nhắm ở đó à? Bắt nó hay gì? Úi giời, à cái này chắc là nó tập để cho mình khinh công đấy mà. Điều này chắc tập cho mình đổi góc nhìn để mình khinh công đấy mà. Nhắm vào phía dưới hả? Nhắm vào phía dưới, nhắm cái người phía dưới hả? Đâu cái người, à đây đây. À rồi, ố mổ à? Kim mổ à? Ok. Mẹ tưởng tập khinh công. Chắc lỗi rồi thì báo cho fanpage đi anh Henry ơi, báo cho nó đi. Lỗi nạp rồi, qua nạp đầu xem nào. Tối mình sẽ nạp. Yeah. Các cái nạp này à. Cái nạp này là nạp bằng gì? Nạp bằng in app à, nạp cái này nạp bằng in app à. À Zalo Pay. Nạp bằng Zalo Pay này.
Mẹ nó bắt nạp bằng Zalo Pay, đéo cho mình nạp bằng thẻ dân như sau này bán thẻ bằng cái mẹ gì. Cay thế nhỉ. Open chắc là sẽ có cho bằng thẻ dân thôi. Làm gì đây? Android không nạp được hả? Lên web nạp bằng thẻ hả? Để mình xem lên pay.vin.vn xem nào. Từ từ đã nạp nha anh Henry ơi. Đang lỗi nạp như thế này, từ từ đã nạp trải nghiệm game mới đã. Chừng nào chốt nạp thì cả team mình chúng ta nạp luôn. Mà bản test này hoàn trả này thì nạp thằng 15 củ là đủ chơi rồi. Một thằng 15 củ là ăn full bản test rồi. Không nên nạp nhiều quá. Để open nó còn ra các gói nạp event các kiểu chúng ta mới nạp vào. Cứ bản test này cứ thằng 15 củ là làm bố đời rồi. Thiên nhai minh nguyệt đao. À đây có đây này. ID à, phải chọn ID nhân vật à. Nó không cho nạp bằng bằng ấy, nó không cho bằng tài khoản mật khẩu, nó bắt nạp bằng ID nhân vật. Để mình xem cho anh em xem làm sao cho anh em xem được cái đây cho anh em xem. Cho anh em xem này. Nó bắt nạp bằng ID nhân vật, anh em copy cái ID đó anh em bỏ vào đây. Ngọc Ken đây. Rồi chúng ta chọn gói đây. Gói 9999 point. Rồi mua gói này có thẻ dinh không? Nó chưa có thẻ dinh anh em ạ. Ít bữa nữa nó tích sẽ tích nạp thẻ tích hợp thẻ dinh vào, chúng ta sẽ nạp bằng thẻ dinh, còn bây giờ chúng ta sẽ nạp bằng Zalo Pay này, Visa này, quét QR này, ngân hàng. Chúng ta bây giờ thì chỉ có 4 hình thức nạp thôi: Zalo Pay, Visa, Việt QR và ngân hàng. Đó, thì chúng ta sẽ có những gói nạp này, 9999 point tương đương với lại nó thiếu một point nữa là 10 triệu đấy, gói này 10 triệu này. Gói này 4 triệu này. Gói này 2 triệu rưỡi này. Gói này 2 triệu này. Gói này 1 triệu tư này. Gói này 800k này. Gói này 549 là 550.000 này. Gói này 80.000 này hoặc 79.000 này. Gói này 25.000 này. Đó, thì chúng ta sẽ nạp vào. Hiện tại thì ở đây chúng ta sẽ nạp bằng Zalo Pay thì sẽ có chiết khấu. Zalo Pay nó cũng đéo chiết khấu luôn à. Mua 29.120 ngân phiếu kèm 4.000 ngân phiếu thưởng thêm khi mua web shop nạp lần đầu, nhận thêm 29.120 ngân phiếu. Zalo Pay và trên này nó cũng cắt chiết khấu luôn. Hôm nào có thẻ dinh thì nó sẽ có chiết khấu nha anh em. Nên là bản test này anh em nạp vừa thôi, chưa có chiết khấu đâu. Rồi ok, chúng ta sẽ qua giao diện game nhé. Chúng ta sẽ qua giao diện game. Tối nay mình sẽ nạp một ít vào để mình test cho anh em xem. À, anh vô ạc chưa? À, anh vô lại đi, anh vô đi anh Henry. Thằng Thắng là thằng em của em đấy, thằng em trong team mình đấy. Nên là sau này có vấn đề gì cần online hay là cần cày cuốc hay cần như thế nào, hay là nói chung là cần con mẹ gì liên quan tới game thì anh cứ liên hệ em rồi em cho em nó phụ. Nó em nó ngoan được cái ngoan, được cái nghiện game. Ngoan và nghiện game là một lợi thế. Anh em nào mà ngoan và nghiện game và muốn kiếm tiền từ game thì có thể về đội của Shop Ngọc Ken. Mình sẽ dìu dắt hướng dẫn anh em để anh em có thể vừa chơi game vừa kiếm tiền. Những anh em nào mà đang còn chưa có công việc làm ổn định nhé, hoặc là muốn làm thêm chẳng hạn. Còn những anh em mà giàu mà chơi game để mà những anh em giàu rồi, có kinh nghiệm, có công việc ổn định rồi thì anh em chơi game để giải trí thôi thì có thể bỏ qua cái khúc này. Em xin chân hả? Ok, em Alibaba nhá. em xin chân tiêu tiền đúng không? Em xin chân tiêu tiền bớt chứ vậy. Một ngày em làm bằng anh bán thẻ cả 10 năm đấy. Em Alibaba. Một ngày em tiêu tiền vào game là bằng anh Ngọc Ken bán thẻ 10 năm đấy. Em anh ba. Nghe cuốn thế, vừa chơi vừa được tiền. Rõ ràng nó phải như thế. Hướng tới em út nhỉ. Cho em út nó kiếm tiền.
Ngày xưa mình cái thời ngày xưa chơi game là anh em biết là đúng thời đấy mình chỉ ước mơ là mình được một tiệm net nào đó nhận mà mình trông coi net thôi, chả cần lương lậu mẹ gì, chỉ được ngồi trong coi net và chơi game thôi. À, thế đéo nó nhìn mặt mình kiểu đéo có bảo hành như gì, đi xin web đi xin cái net nào nó cũng đéo nhận, nó cứ kêu đủ người rồi. Mình bảo là cứ em chả cần phải trả lương gì đâu. Cho em một cái máy để em ngồi chơi game là được, gần mấy chủ được em ngồi em canh máy cho, nó đéo tin tưởng. Sợ mẹ mình hắc mẹ hết tiền nạp game của tiệm hay gì đấy. Thế là hồi nhỏ ước mơ của mình là được trông coi quán net, xong rồi sau này ước mơ nó lớn hơn một tí xíu đó là làm chủ quán net. Cuối cùng là bây giờ mình làm, mình mua hẳn máy về nhà mình tự chơi cho nó khỏe. Hình như cần đủ 5 người mới được lập bang. Đâu, thắng nó lập rồi mà anh. Nó lập bang đất nét rồi mà. Nó lập mới có một mình anh đi đây. Thắng gửi cái ảnh bang vào vào nhóm Zalo đi em. Đủ 5 người bang mới mở là sao em chưa hiểu. Em chưa chơi tới đó. Né. À, quên đỡ này, còn đỡ này. Ừ. Combo này. Úi giời ơi, mày chết với ông. Má đánh hay thật anh em ạ. Né. Cái đó mình phải đỡ nhỉ. Cái đó phải bật chống đỡ lên để cho nó xài skill, mình bật thử chống đỡ lên nha anh em. Để nó sai skill mình bật chống đỡ. Úi giời ơi, bật muộn rồi. Để nó sai skill mình bật chống đỡ này. Đỡ nè, phản kích nè. Úi giời. Hợp lý luôn. Ú. Phát nè. Nó sai skill là mình bật chống đỡ lên. Thắng mộng chủ. Thiên phong mộng chủ. Đủ 5 người mới mở bang ở đâu nhỉ? Em mới chắc chưa đủ level để mở bang cho. Để vào giao diện bang. Cơ bản tối qua thức nói chuyện với anh khuya quá, sáng nó dậy nổi đâu. 3-4 giờ sáng còn ngồi nói chuyện với anh. Em 4 giờ sáng anh Hòa chắc dậy đi toilet, Hòa béo dậy toilet xong thấy em nhắn tin còn chửi mày không ngủ à. Danh sách bang là sao? Thắng xin vào bang đi thắng. Trời ơi, nó chỉ có được một chữ nét thôi, chữ nét nó thiếu mất một chữ S khó chịu nhờ. Thắng tạo cái tên mà tên đầu á, là em chỉ tạo, hồi nãy em tạo sai rồi, tạo cái tên đầu là lấy chữ D, chữ N thôi, DN thôi, gọi là đắp nét rồi. Chữ ai là DAR, đúng là chưa có kinh nghiệm tạo làm bang chủ rồi. Mốt mình đổi được logo lo gì em hả? Đổi được thì thoải mái. Anh coi có đổi được tên không? Test thử coi đổi được tên không? Thử hồi nãy lập mà không được thì thử bây giờ thử lập thêm nét đi. Cho hai chữ S đi cho nó đúng chuẩn có nghĩa. Chúng ta là phe bóng tối mà. Tạo đắt nét thì kiểu gì cơ, chả có đội đối địch nó tạo the line. Bỏ tiền đổi cái được, ok, thế thì được. Thế thì quá ngon. Đổi tên, nếu phải có đổi tên. Mấy game kiếm hiệp này không cho đổi tên là một sai lầm. Game này đã open chưa Ngọc? Game này chưa open anh Tuấn Hoàng à? Đang bản alpha test tới 12 tháng 4, đã tới 19 tháng 4. Nó ngắn gọn là test một tuần xong rồi nó sẽ tinh chỉnh lại phù hợp. Và chúng ta sẽ chờ bản open beta. Bản beta thì
chắc chắn là nó sẽ việt hóa 100% rồi. Và những cái vấn đề như lỗi này lỗi kia thì nó sẽ fix hết. Cũng không mong game ra sớm mà lỗi đâu. Chỉ mong là khi ra game là ổn định là được. Nhưng mà mình thấy trước giờ Vinagame đã ra bản test là coi như là nó đã thành công 99% rồi nó mới ra bản test. Nó không giống như những nhà phát hành khác. Nhà phát hành khác thì có thể là ra bản test để cho người chơi người ta test tìm lỗi. Nhưng Vinagame nó ra bản test là coi như là nó đã xịn rồi. Và chỉ cần tinh chỉnh lại một tí xíu nữa thôi là nó là bố của xịn rồi. Có phần beta là anh em cứ thế mà chơi thôi. Game của Vinagame nó vẫn ít lỗi vặt. Thừa nhận là như vậy. Dàn kỹ thuật của Vinagame nói chung là tốt. Ở Việt Nam thì Vinagame cũng đang là top đầu nhà phát hành game. Nói qua phải nói về, nó toàn game bom tấn, nó toàn mua được game hay. Nên nhiều khi nó thái độ chăm sóc khách hàng của nó hơi chưa phù hợp với lại nhiều anh em lắm. Thì thôi, bù lại cái là nó có nhiều game xịn cho anh em chúng ta chơi được rồi. Cũng tạm rồi. Đúng mọi người. Nhưng mà cũng tùy team nhá. Nhưng mình thấy cái team Thiên Gai Minh Nguyệt Đao này thì không biết sao nhá. Nó có nhiều team chăm sóc khách hàng rất là ok. Ví dụ team Gunny Origin đấy. Team đấy thì rất là dễ thương. Còn team Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao này thì không biết là thuộc đội nào làm. Tầm này đi cái này cũng đỡ phản kích. 12:02 rồi, mình còn live thêm 5-7 phút nữa thôi. Live thêm 5-7 phút nữa là mình sẽ đi sân bay anh em. Hẹn gặp anh em tối nay 20 giờ nhé. 20 giờ tối nay mình sẽ nạp tiền vào để mình trải nghiệm những cái tính năng mà cần nạp tiền mới có. Cái này sao mình chưa di chuyển bằng phím được nhỉ? Cài phím ảo liền. Đến này. Xúc xong cầu phúc này xin xăm này. Như đây tiểu cát à, phần thưởng xong đến này, có băng Việt Nam luôn kìa, biết ngay có băng Việt Nam rồi. Vào băng sao em chưa thấy băng đắt nét nha? Anh ấn vào hưởng băng á, ở dưới chưa là băng anh. Hưởng ứng băng à? Không biết chưa lập bang ở copy này. Sao tụi nó lập được nhiều tên, nhiều chữ thế? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7 chữ là hết rồi. 1 2 3 4 5 6 7. Tụi Khmer, tụi này là tụi Campuchia chắc nè. Bang Khmer này, bang Campuchia này mọi người. Rõ ràng luôn. Bang nước ngoài nhiều lắm nha. Vu lâu, đặc nét. Đặc nét này người ta tưởng nó băng nước ngoài nữa. Nhìn. Có băng Việt Nam rồi. Xem nào. Đây có băng Việt Nam rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ủa, Việt Nam vừa đủ 7 chữ luôn. Hưởng ứng băng, xin vào. Người chơi và băng không ở cùng liên minh, chết mẹ rồi. Anh vào sai liên minh rồi hả? Nãy là... anh vào sai phe hả anh? Phe là chọn phe nào? Chỗ chọn phe ở đâu? Anh cũng ẩn vào danh sách thôi. Danh sách cũng ẩn vào danh sách. Đâu? Má cái này giống bên Thiên Vũ ghê. Danh sách nào? Anh chưa mở phe, cứ chơi đi anh chưa mở phe. À, do mình chưa mở phe hay gì rồi. Chưa mở phe sao nó đòi vào bang? Nhiệm vụ đòi vào bang này. Nhiệm vụ chính tuyến này. Đây nhiệm vụ phụ nữa hai.
vào động viên. Sao bị đít rồi? Nhiệm vụ phụ đâu nhỉ? Nhiệm vụ vào đây, vào nhiệm vụ nào. Nhiệm vụ phụ là phải làm kỳ ngộ này à? Nhiệm vụ phụ này làm kỳ ngộ đúng không? Kỳ ngộ. Nhi sư hở rồi. Tới đây để làm luôn kỳ ngộ lại biết rồi. Đây chọn cái này là chọn con nào để tương tác à? Con nào vũ bự bự rồi. Con em này. Này đi. Có à? Nhì lại là, ngươi đến rồi à, phải không? Nhì lại là, có phải là ngươi đến rồi à, không anh em? Bấm sẽ chỗ nào à? Khóa. Anh bấm vào con A loãn ấy, xong anh tặng, ấn vào chữ tặng. Triệu Hoàn Nhi là không được. Con này cơ. Ờ ok. Tặng con này nó cũng lên lực chiến nữa nhỉ. Hồ Tiểu Bảo. Quá tuyệt vời. Trở từ tại Giang Nam, nên nhận số đều có đạo. Chứ nguyện vấn. Quá tuyệt vời. Hồ Tiểu Bảo. Đổi tâm trạng. Nhấn vào giao diện. Nhấn vào. Sẽ năng giải quyết. Đến giờ đây hả? Yêu cầu mà giải quyết. Nhi cơ yêu hào hào nghiên cứu quy hoạch. Chuẩn bị đi, chuẩn bị đi này. Đi. Đi sớm là anh về sớm. Nói cha chuẩn bị đi. Cha kêu gọn đất giờ lại đi, chuẩn bị đi nè. Đi xuống sớm này anh còn làm thẻ ngân hàng nữa. Để vào đây. Đi sớm về sớm tối chơi game. Làm cái thẻ ngân hàng tối chơi game anh em. Con gọi là thẻ đen đấy. Thắng ở nhà ngoan nha em. Tí nữa anh đưa xôi và tôm về cho nhé. Ở nhà canh máy. Canh ấy có gì nạp cho khách nhá. Chiêu mộ. Dạ vâng. Quả này là chiêu mộ đồng hành đúng không? Quả này đồng hành giống như là Võ Lâm Truyền Kỳ Max. Đúng không? Đó lại quá đúng. Chết ngay. Đồng hành này giống Võ Lâm Truyền Kỳ Max rồi. Giống kiếm thế luôn. Kiểu chơi nó cũng giống giống. Chơi mấy tựa game này dễ thế nhỉ. Không có gì khó nhỉ. Tăng cấp nè, rồi cũng tăng cấp tụi nó lên, rồi cũng tụi này cũng có skill riêng biệt của nó đúng không? Rồi có duyên, có từng bộ duyên của nó đấy. Ví dụ sai con này, sai con Hồ Tiểu Bảo với con Lâm Khí Xương này sẽ có một quả duyên, đó là duyên gì đấy, tăng tấn công hay gì đấy. Đấy, kiểu đấy, đơn giản. Trận hình sẽ cho ra ở xếp vào nè, xếp vào nè, đấy. Vị trí thứ tư nhận đủ 6 đồng hành để mở khóa. Đó. Tạm thời nó như vậy, trợ chiến có cả trợ chiến là level 50, 55 55, 60, 60 là mở trợ chiến là chúng ta sẽ có tổng 1, 2, 3, 4, 5 ra trận thì 4 con nữa là chúng ta vị trí là chúng ta có 9 con. Đấy, 9 con cam kiếm mấy con cam. Quả đồng hành thì nhìn qua là biết tấn công, có quả thần, úi xời Minh Nguyệt Tâm, Đường Thanh Phong. Em nạp thử một cái coi nhận được quà đầu không em. Tối em nạp anh ạ. Tối em nạp. Giờ em phải đi rồi. Giờ em phải đi rồi. Thắng thử nạp thử 25k coi nhận được quà đầu không Thắng. Quẹt thử. Em có Zalo. Quẹt thử Zalo Pay đi. Em có Zalo Pay. Zalo Pay nó ngân hàng bảo trì. Ok. Thôi chào tạm
biệt anh em nhá. Mình bây giờ đến giờ rồi, hồi nãy mình cũng nói là 12:30 là mình phải xuống live để mình chở bố vợ mình ra sân bay. Tối nay hẹn anh em là 20 giờ tối nay mình sẽ livestream cho tới 0 giờ. Chúng ta sẽ trải nghiệm con game Thiên Nha Minh Nguyệt Đao này, và tối nay sẽ là một bản live có nạp tiền. Có nạp tiền nha mọi người, có nạp tiền, có trải nghiệm game, những cái tính năng tiêu tiền. Thế là chốt với mọi người 20 giờ tối nay tại kênh YouTube Ngọc Ken Gaming. Và bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Yeah!